Xin chào các bạn, đây là một cặp phục của xe 67 nha. Đây là cặp phục riêng xe 67, gắn xe 67 hết ý, rất là đẹp, không có bị nứt hay là hàn gì nha. Nhúng còn rất là tốt nha, cái đùm phía dưới nè. Bên mình chỉ còn một cặp duy nhất thôi, về được một cặp duy nhất cục 67 thôi. Đây là cặp cục 67, cục viên 67 nha, hàng hiếm khó tìm. Đa số thì các bạn sẽ gắn phục CD với phục lô phục mới thôi, chúng ta phải đi đúng viên của nó, xe nó mới ngon. Chơi xe viên là phải gắn bự viên. Ok, giờ phương thức mua hàng của bên mình là chỉ ngoại trước, nhận hàng sau, không ship COD. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình và nhớ bấm vào nút đăng ký bên dưới để thường xuyên theo dõi kênh video phụ tùng xe cấp của mình. Ok, bye bye.